Mỹ nam trường tương tư soái ca ngút ngàn ở phim mới, cộng đồng mạng bất ngờ gọi tên Nhậm Gia Luân và Ngô Lỗi. Mùa hè năm nay, bom tấn cổ trang trường tương tư đạt được thành công lớn. Cũng nhờ bộ phim này, cái tên Trương Vạn Ý nhận được nhiều sự chú ý từ phía khán giả. Thời điểm hiện tại, Mỹ nam sinh năm 1994 đang có một dự án phim rất đáng chú ý là Liễu Chu Kỳ đóng cùng Vương Sở Nhiên. Được biết tác phẩm này thuộc thể loại ngôn tình chuyển thể từ tiểu thuyết Kiều Tàng của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng. Trong phim, Trương Vạn Ý vào vai Vương Gia Thôi Kiểu. Ngay từ khi những tạo hình đầu tiên của nam diễn viên được nick trên mạng xã hội, các khán giả đã dành lời khen cho anh. Mới đây khi mà một fanpage lớn về phim Hoa Ngữ chia sẻ tạo hình mặc khôi giáp của Trương Vạn Ý, ngôi sao 29 tuổi tiếp tục nhận được những lời khen có cánh. Cư dân mạng nhận xét nhân vật Thôi Kiểu do Trương Vạn Ý thủ vai, toát lên vẻ oai phong uy quyền cần có của một đại tướng. Bên cạnh đó, một số khán giả cho rằng tạo hình của Trương Vạn Ý rất giống với hai tình tượng. Mẫu tướng quân rất được lòng người xem, lăng bất nghi của Ngô Lỗi trong Tinh Hà Sản Nạn và Châu Sinh Thần của Nhậm Gia Luân trong Châu Sinh Nhớ Cố. Một vài bình luận như sau, nhìn xoa cứ tưởng tiểu nam thần vương lại như đến thời nghi hu hu. Chưa đọc chuyện nên không biết Trương Vạn Ý có hợp vai hay không, nhưng mà với việc diễn xuất của anh thì chắc là đơn giản. Nhìn mê thật chứ có động lực để hóng phim, hóng bộ này quá anh hai quá trời đẹp, bộ này anh đánh trận nhiều lắm đến lúc xem chắc đã con mắt luôn. Giống tạo hình của Ngô Lỗi trong Tinh Hà Sán Hạn quá, lại có thêm một anh chồng.